Hồng Phượng kính chào quý vị và các bạn thân mến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi các video của Hồng Phượng trong thời gian qua. Đây là sân vận động Đà Lạt nè quý vị, có quy mô lớn nhất tại Đà Lạt từ trước đến nay. Sân vận động này được thiết kế với 20.000 chỗ ngồi, nằm trên diện tích rộng gần 16 hecta. Hiện nay thì hầu hết các hạng mục đã hoàn thiện và đang chờ bàn giao. Khi đưa vào sử dụng thì sân vận động này sẽ trở thành nơi huấn luyện thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, quốc gia và khu vực. Tại đây có không gian thoáng đãng, nhiều góc check-in mới lạ ấn tượng cho các bạn những tấm hình đẹp, nhất là những ngày bầu trời xanh ngắt. Tuy nhiên thì nơi đây vẫn đang bàn giao nên khi vào chụp hình thì các bạn nên xin phép các chú bảo vệ nhé. Và bây giờ Tuyết Ngân cùng các bạn của mình sẽ đi đồi chè Cầu Đất bằng xe máy nha quý vị. Giá thuê xe máy là 100.000. Đồi chè Cầu Đất cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 20 km, và trên quãng đường đi cũng có những khúc cua hiểm trở nên các bạn nên di chuyển chậm và cẩn thận. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí mát mẻ trong lành. Hồng Phượng mời quý vị cùng ngắm cảnh đẹp trên đường đi và đồi chè. Đây là địa điểm rất thú vị trong hành trình của nhiều du khách khi đến với Đà Lạt.